Đó đó đó. Phải không? Thu. Vậy vừa đó thu. Thu nhỏ. Thu nhỏ. Có là được, có cho chú là được. Có mà lội lỗi tróc đồ luôn. Hay là bò này bó em rồi nãy mình lội cái mình nổi luôn ta. Cái vô cái chó ngu cái gì đó. Ê từ từ này. Thu. Chắc luôn. Ê, chạy quá chạy à. Quay chưa. Lội luôn đi rồi chứ gì nữa. Lội luôn. Ê Thu nghe. Lữ xa nghe nguy hiểm này gần rớt rồi. Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nha. Sáng nay anh em mình đi câu trải nghiệm chơi. Thì mấy anh em đúng không? Chiều mới ra tới điểm trà. Mực ló. Hả? Trời này có mực ló mà. Cái này có. Ủa, có cua được chị không? Có con cây ngùa. Ngồi đây này xíu nè. Rồi, giờ anh em mình tiến hành cuốn câu mọi người, kiếm mồi xíu buổi sáng. Rồi, mời mọi người theo chân chuyến trải nghiệm đi câu hôm nay của anh em mình nhé. Được rồi hả? Có mồi câu đất. Có gì nữa? Có cầu nữa. Có nát hả? Rác không? Có nữa đó, ngà gốc rồi đó. Rồi, chỉ đi câu đất có mặn nè. Cái đoàn câu đất đó anh Tiến. Đoàn câu đất hồi nãy đó. Ấy là đoàn câu đất em làm rồi đó. À, giờ mình cuốn mồi cho hai anh câu đất. Cái nục luôn đó. Gì nữa đó hả? Cái gì đâu? Rác cái gì? Kích. Nục chứ gì? Cá ăn cần nữa mà. Thôi. Bọc mà. Có mà. À, trót. Tót vào chân nè. Cậu thu hơi liều câu sáng nữa. Để coi. Câu sáng em kìa. Đâu? Hả? Ok, xin lưng. Cậu sáng rồi chứ. Đó. Đang có giật anh. Giật hả? Dạ. Mình đứa bé nó bự nên nó có câu sáng rồi đó. Thôi. Đi anh riết đủ đồ nghề. Thế đó. Nó bè bỏ qua bức rửa tay. Mẹ lử rồi mà. Ngó nữa đó. Lội hôn nữa nè. Cứ trò cho không có luôn kính đâu. Cũng rong mồi. Nhét cho anh sĩ. Sau một hồi cầm câu không ăn thì tiến hành chạ ngư. Đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển.
mới vừa dân cần câu ngừ ra hết rồi. Bên này hai câu, bên này hai câu và ở giữa một câu là chạy cá thu nữa. Thì giờ sẽ chạy một cấp để kiếm cá, kiếm cá ăn sáng mà. Nãy giờ cầm trà thì chưa thấy cá ăn. Giờ đi hành chạy cá ngừ. Ngùa nữa. Có đó, có chứ ngùa đi. Đến đâu mà. Giao. Có đó, có đó, có. Phải không? Miếng bệnh hả? Có chứ bệnh thế. Có mùa mà nổi không đó? Không có trả đâu đi. Mà nổi một kha cái luôn. Chính miếng bệnh rồi. Ông có chạy xa mình kìa. Cái gì ở xa quá, hồi hộp quá. Không biết con gì đây. Chưa có mồi sáng. Không hiểu nó. Có. Thu. Có đó đó. Phải không? Thu. Vậy vậy đó, thu. Thu nhỏ. Nhỏ to có được. Có là được, có cho chú là được. Có cho chú. Có mà lội nổi tróc đồ luôn. Hay là bò này bó em rồi nãy mà lội cái mà nổi luôn ta. Cái vô kìa, chó ngu cái gì đó. Ê, từ từ nè. Thu. Chắc luôn. Ê, chạy quá chạy kìa. Quái chưa. Quái rồi. Lồi luôn đi rồi chứ gì nữa. Lồi lên luôn. Ê, thu nghe. Thôi lưỡi xa ngay, nguy hiểm ngay gần rớt rồi. Ê. Có đấy đó. Anh dậy cho mình, cho mình. Rồi, xuống lường đi, tính chưa? Con này 2kg không mọi người? Lấy cái kèm. Ở đây em cầm luôn cái đào quá luôn. Không, vừa vô lấy ra đi. Rồi. Alo. Bỏ đâu đây. Từ đây. Anh sĩ. Bấm đào luôn. 2kg. Rồi đào cao tí mọi người. Ai em không biết luôn. Đồng lây có người luôn rồi. Nãy được em thu xong giờ tiếp tục chạy người thì được mọi em. Miếng ngọt nước rồi đó. Rồi, sau một hồi chạy câu thì thành quả được một em cá thu, một em cá ngừ. Giờ mấy anh em sẽ cầm trà lại để làm nấu đồ ăn sáng thôi. Và trong thời gian nấu thì sẽ có ngồi câu đất thôi. Okay. Rồi, giờ anh chỉ sẽ dứt em cá thu này. Anh em mình sẽ làm thu này, làm mấy món anh sẽ? Món trình bè. Đây em sẽ lạng ra làm bái. Còn cái đầu là sẽ nấu mì tôm ăn mùi. Cho đi, rửa đi. Đầu đi. Nè, đầu đi nấu mì tôm. Tôm với cái ly uống bia đây. Thôi, chị mồi gì đó. Thôi. Té. Bên này bên mục ngọt, bên muối. Tiêu đầy đủ. Giờ chị lặn hai hành. Hai hành để làm tái mà. Tái bỏ cái vô chứ hả? Đây.
Bỏ vô nó khổ da. Trời còn thì... Viên ăn có mú mà chưa được ăn có mú mà. Ghê có nát nữa không mà. Nát còn đợi ta. Ghê. Cho anh sĩ đây. Cười hùa đó. Không còn nó kiếm mà đi biển gì đưa vậy, ông bảo hùa ông tủ chưa em. Chứ đang nhạo hùa đang mà. Hùa nữa hả con? Tôi cho mấy đồng đồng. Đưa xô cho không tao bỏ vô biển để được quốc giấc nhận thôi. Xô nó lộ máy rồi. Xô xa kìa, xô xa hơn lưng kìa, đó. À, đưa cái xô sạch nữa qua cho anh sĩ anh kia chứ. Đợi nước me nước ngọt đúng không? Miếng nước ngọt kìa. Đưa đây, đưa cá nước ngọt kìa. Giờ sẽ nước ngọt nhiều quá nha. Mỏng 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 để làm tái quá. 20 lít dưới đó nữa. 80 kg gì đấy. Đưa sâu này đây. Rồi mọi người, anh sĩ mới vừa lặn ra. Cái này thì nấu mì, đi làm tái. Nước cốt chanh, làm đơn giản mọi người. Chuẩn bị lên mâm. Ngõ đó chứ, nhanh nồm rồi. Không anh này. Xa thì. Xa. Rồi đây, này làm tái mọi người. Cá dữ. Trắng như ngọc trinh á. Rồi mọi người, tái chưa? Thành thành tím, xem tím vô. Ủa xem tím vô đó đâu hả? Còn cái này thì anh em mình à. Ướp xíu nữa nấu mì tôm rồi. Ít nước mắm không? Muối này chạy nào. Mắm chấm. Tráng đây. Chín rồi chứ gì nữa? Rồi quất thử. Rồi thôi mời. Đã quá mà. Trời à, hiu hiu gió. Thôi bỏ dưới nêm đũa chứ. Bỏ vô lại nó cho nó lạnh chứ, để không lạnh vậy. Rượu trăng hả? Rượu bao nhiêu làm xin rượu. Thôi xong rồi. Mời chú ta. Thôi mời người ăn tái thôi. Xin rượu này. Con binh này cũng vừa y luôn hả? Không ấy, để cái thùng xốp nó qua cho nó dễ ngồi không? Còn xin được rồi. Xin rồi chị. Lào là không nữa nè. Cinnamon ring. Tái. Đấy. Chà. Ông ngọt á. Như có thu vậy. Như có thu quá ngọt. Ngọt. Đó. Viên ăn được mấy này nè. Đúng bạc. Quốc đó. Được không bố? Cậu nhíu đấy cả. Như có thù quá, ngon kìa. Ngọt nước ạ. Không có nữa. Đúng đã. Có mùi tọt này nữa nha. Thôi thì ngon rồi. Tọt này vô chén, chấm. Quán này ví dụ độc quá không hay. Quán nào hay. Nó ngon mọi người. Cái này nó ít bia, ít rượu quá đi. Cá tay tái tái. Quá. Hàng ớt cứ làm thêm miếng ớt xim luôn. Mâm bình. Trầm cái cài mà nó ro tiếng. Nó lan bức em. Ghê. Chú chỗ bà. Bà. Rộng á. Thôi mời. Rõ. Đã. Anh. Thì nhỏ tống qua một cuộc điện nó không. Không biết nước mắt mắt. Ừ. Đã. Đừng răng răng á. Nó ngon rồi. Anh ăn vô ngàn nhiều lắm đó nghe. Mặn tay vô á. Gáp cho nạn gáp đó. Thù làm tái bị ông ngon, có gì ngon trời. Thù mới câu làm tái là
bổ sung đạm. Bún hay. Chưa mới xuống á, có luôn đi. Tụi bây bọn tôi chắc sắp đẹp rồi. Chứ đồ dĩa đó. Cờ cáo sẵn rồi. Ăn bỏ xìm mới thơm mà. Chở mấy ông làm khách rồi chắc cũng kẹt ghê, mấy ông này nùi đó. Cào xẻ mà. Chụp lý rồi thấy, sao chiếc màu hùa. Đợt chở vào khách người Phú Quốc mà đi với cái mấy ông này bỏ cói với nó nùi đó là biển mà. Mà cao nhiều quá mà. Đụng cái rạ, đụng cái điểm mà nè. À. Bánh tró chưa kịp gì đâu mà em có thu rồi thế. Giờ sáng nhà sáng rồi đó. Vàng lắm nào. Không ông đi ông vàng cho một có bánh đừ với cho một tách luôn thử ăn. Nổi nè. Vàng luôn. Hôm nay mình sẽ ăn một dòng cái này là cái hành nào. Nhà gió lên hành chạy ra người tiếp mà, chạy cao tiếp. Giờ ăn tái xong rồi tới món nước mọi người. À, cái đầu mới là cái xương cá thu nhờ nấu nước ăn mì tôm đấy quá đã viên dớt dớt cá thu lên nha đấy đã chưa em còn dư tái mà xong rồi. Rất cao rất cao. Cần giấu cầu lên đi. Cái này có giấu hả? Thấy cái ống luôn rồi. Thấy rồi. Thấy đã rồi. Thấy rồi. À, có kìa tới đó đó. Thấy nè. À. Thấy rồi hả? Rồi, thấy rồi. Dạ rồi đó. Còn đây hả? Rồi cầm đây, cầm đây. Rồi nè. Ống gì vậy? Ngát luôn. Một câu. Dấu dấu dấu. Dấu. Xách nhanh đi. Tới bờ mọi người, sau một hồi ăn uống và câu kéo nhưng mà cá không ăn mọi người thì anh em tiến hành vào bờ thôi. Rồi mình xin kết thúc video ở đây mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người nhớ ủng hộ kênh một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người lại những video tiếp theo.